xin chào anh. Anh có thể giới thiệu về bản thân và công trình xây dựng của nhà mình? Tôi là Nguyễn Xuân Thuận, tôi ở An Thượng, thành phố Hải Dương. Tôi xây dựng công trình nhà ở 2 tầng với diện tích là 200m2. Từ đâu mà anh biết đến sản phẩm xi măng Xuân Thành và lựa chọn xi măng Xuân Thành cho công trình của nhà mình? Trước khi xây dựng công trình, tôi đã đi tìm hiểu qua hàng xóm và bạn bè của tôi sử dụng xi măng Xuân Thành. Thì tôi thấy là chất lượng công trình của họ rất là tốt, bền và đẹp. Tôi đến đại lý và tìm mua xi măng Xuân Thành thì cũng được họ hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản rất là nhiệt tình và chu đáo, nên là tôi cũng yên tâm sử dụng xi măng Xuân Thành. Vâng, xin cảm ơn anh. Anh có thể giới thiệu qua về bản thân mình được không ạ? Chào anh, tôi là Phạm Văn Bảy, tôi là chủ xây dựng công trình của thi công của nhà dân. Qua quá trình xây dựng sử dụng sản phẩm xi măng Xuân Thành thì anh đánh giá như nào về chất lượng của xi măng Xuân Thành? Thì đó là qua cái thời gian tôi làm nghề thì nói chung là sử dụng xi măng Xuân Thành thì tôi cũng đánh giá gọi là xi măng Xuân Thành có chất lượng cao, sản phẩm của xi măng Xuân Thành tốt và có cường độ dẻo, và chất lượng xi măng thì vừa tôi rất là dẻo, có màu sắc xanh. Thì tôi cũng khuyên mọi người là nên dùng sản phẩm xi măng Xuân Thành cho mọi nhà. Cảm ơn anh.